Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một công cụ rất hay mà YouTube dành cho những cái kênh có cái lượt đăng ký hơi lớn một chút. Mình nói hơi lớn một chút tại vì cái kênh của mình thì khoảng 5.000 sub thôi, cũng không nhiều. Và hôm nay thì mình nhận được một cái email của YouTube và thông báo là đã bật cái tính năng này trên cái kênh của mình. Do vậy mà mình nghĩ là đối với những cái kênh khoảng 5.000 sub trở lên thì YouTube sẽ cho mình cái công cụ này để sử dụng. Còn trước kia thì mình cũng có nghe nói về cái công cụ này, tuy nhiên mình tìm thì nó không ra. Còn bây giờ thì YouTube đã gửi cho mình cái chức năng này vào cái kênh, và khi mình vào cái kênh của mình thì mình sẽ thấy được cái công cụ này. Thì nếu các bạn chưa nhận được thư YouTube thì có thể là cái kênh của bạn nó chưa đủ cái lượt sub để mà YouTube thông báo cho các bạn nhé. Thì đây chính là cái thư thông báo của YouTube. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình là YouTube ghi cái dòng chữ rất là lớn, đó là: bạn có cảm thấy bực bội khi người khác tải lại nội dung của mình lên YouTube mà không có sự cho phép của bạn? Và cái tin vui là với cái công cụ là Copyright Match Tool thì chúng tôi sẽ tự động tìm những cái nội dung trùng khớp, và sau đó thì nó sẽ đưa ra những cái hướng dẫn xử lý. Và đây thì nó có một là xem ngay, các bạn thấy ha. Và đây thì nó sẽ có một vài dòng giới thiệu về cái công cụ Copyright này. Đây là cách hoạt động của công cụ Copyright. Thì thứ nhất là tạo và tải video lên. Khi mình tạo và tải video lên thì YouTube thông qua cái hệ thống lưu trữ của nó thì nó sẽ lưu lại trong cái hệ thống lưu trữ. Và khi có một cái video khác post lên trên YouTube thì nó sẽ so sánh giữa cái video của mình và cái video mà mới post lên. Và khi mà nó thấy cái kết quả trùng khớp thì nó sẽ thông báo cho mình. Hay mình sẽ đánh cái này ra nha. Đây, thì mình đánh giá cho cái email này là rất là thích. Rồi, tiếp tục với cái phần này. Thì trong này thì nó sẽ có cái mục là xem ngay. Thì các bạn có thể nhấp vào đây. Nó sẽ đưa chúng ta tới cái kênh của chúng ta và nó sẽ có cái công cụ Copyright. Thì trước khi mà nó đưa tới cho chúng ta cái giao diện này thì nếu các bạn lần đầu tiên mà nhận được cái email này và các bạn nhấp vào thì nó sẽ còn một cái bảng thông báo nữa. Tuy nhiên lúc nãy thì mình quên nha, mình quên quay lại cái đó rồi. Cho nên là mình sẽ không vào được, không vào được lại. Bây giờ mình vào lại cái đường dẫn đó thì nó sẽ ra luôn cái này. Thì ở đây thì nó sẽ có phần view trùng khớp. Thì ở đây nó có một cái dòng chữ này. Sau cái tên kênh của các bạn nha, thì nó có dòng chữ là Copyright Magic. Nếu cái kênh nhỏ thì các bạn thể sử dụng cái dòng này đánh vào phía sau cái tên kênh thử, xem thử là có sự thay đổi gì không nhé. Đây chính là cái đường dẫn này. Các bạn có thể là đánh lại cái đường dẫn này nha, và nhớ đánh thêm cái dòng chữ là Copyright Sẹt Magic nha. Thì ở đây trong cái mục video trùng khớp thì nó sẽ liệt kê những cái video trùng khớp với video của mình. Thì hiện nay mình phát hiện ra có 4 cái video trùng khớp, và ở trên này thì nó sẽ có luôn cho chúng ta những cái nội dung liệt kê cho chúng ta. Thứ nhất là ở đây thì mình xin giới thiệu qua luôn cho các bạn nhé. Thứ nhất là ở đây nó sẽ có 4 cái tab như thế này. Thứ nhất là video trùng khớp, thứ hai là yêu cầu xóa video, thứ ba là thư, và thứ bốn là lưu trữ. Thì ở những cái mục này, do đây là lần đầu tiên mình tham gia vào cái nội dung này, do đó mà chưa ba cái tab này chưa có nội dung nha. Rồi, ở cái mục video trùng khớp thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ liệt kê cho mình, thứ nhất là cái tên của video trùng khớp là gì nha, thứ nhất là cái tên. Thứ hai là cái số lượt nha, số lượt mà view trên cái video đó. Cái thứ ba là cái ngày nha, cột ngày xuất bản, hoặc là cái ngày mà video trùng khớp đó được tải lên. Đây thì các bạn thấy là và nó cho mình biết luôn là cái kênh đó là cái kênh gì. Đây, kênh này là nó có cái tựa đề ở đây nha. Đây, kênh. Và phần này là nó cho chúng ta biết được là cái nội dung trùng khớp. Ở đây thì trùng khớp rất là nhiều nha, trùng khớp cả 100%. Mình có 2 video trùng khớp, một cái video làm hang đá này thì bị cái kênh tình khúc Giê-xu này
tải về và post lên y chang. Và một cái video nữa là kiếm tiền với BOTV, và cách đăng ký thì bị cái kênh là Lina Smith nè tải về và phát lên lại cái kênh YouTube. À, thì khi mà các bạn thấy cái khung phát này, thì khi mà chúng ta nhấp vào thì nó sẽ phát lại cái video của chúng ta nha. Nó sẽ phát lại cái video trùng khớp đó là video gì. Và dĩ nhiên là trên này nó cũng sẽ cho chúng ta thấy được những cái nội dung nha, thấy được những cái nội dung, ví dụ như là ngày tháng là tên kênh là số người đăng ký và phần trăm video trùng khớp, thì chúng ta có thể xem lại cái video này trước khi chúng ta có những hành động tiếp theo các bạn nhé. Rồi đến cái phần cuối cùng cũng là cái phần quan trọng nhất trong cái việc phát hiện ra những cái video mà bị trùng khớp, đó là nó có ba cái mục, là chuyển đến mục lưu trữ, cái thứ hai là yêu cầu xóa, và thứ ba là liên hệ với kênh. Thì các bạn thấy là nó có ba cái mục. Thứ nhất là nếu các bạn chọn chuyển đến mục lưu trữ nha, chuyển đến mục lưu trữ thì mình sẽ nhấp vào luôn, thì nó sẽ chuyển cái đoạn đến cái mục lưu trữ, và nó sẽ chắc là nó sẽ nằm vào đây. Mình sẽ vào đây nha, đây mình sẽ vào đây đấy, có nghĩa là mình chuyển cái video này vào kho lưu trữ và không có yêu cầu một hành động nào cả. Đây mình sẽ chuyển hai cái nha, tại vì cái video này là cái video trên cái kênh mà mình đã tạo ra, cái video này của mình. Đấy, mình có thể chuyển đến mục lưu trữ như thế này đó. Còn riêng với hai cái video này thì mình sẽ có hai cách như sau. Thứ nhất là mình có thể yêu cầu cái YouTube xóa cái video đó, hoặc là mình có thể liên hệ với kênh nha. Thì ở đây thì mình sẽ làm hai bước cho các bạn. Một cái video thì mình sẽ làm cái yêu cầu xóa video nha, yêu cầu xóa video, tại vì cái video này là cái video mình làm cái hang đá nha. Mình sẽ nhấp vào đây yêu cầu xóa video. Rồi mình sẽ nhấp vào đây yêu cầu xóa video, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo cho chúng ta nha. Ở đây thì nó sẽ thông báo là chủ sở hữu bản quyền nè đó, thì chúng ta sẽ liệt kê một số thông tin ở đây nha. Bên bị ảnh hưởng là mình sẽ chọn là chính tôi nha, chính tôi đây. Cái này là nếu với công ty tổ chức thì nó sẽ có một chọn ở dưới nha. Tên chủ sở hữu bản quyền, tên chủ sở hữu bản quyền chắc là cái tên của mình rồi, mình sẽ đánh cái tên kênh nhé, Nguyễn Xuân Ngọc này. Điện thoại thì ở đây mình sẽ đánh cái số điện thoại mình vào như thế này. Rồi thì sau khi mà các bạn chọn điện thoại thì chỗ này nó sẽ có chúng ta cho chúng ta hai cái tùy chọn. Thứ nhất là lên lịch là gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ sau 7 ngày nha, nghĩa là sau khi yêu cầu được xác thực, người tải lên có 7 ngày để mà xóa cái video và tránh phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền từ YouTube. Và nếu họ không xóa video thì sau 7 ngày video đó sẽ bị xóa. Ở đây thì nó sẽ cho cái thời hạn 7 ngày để cái kênh mà vi phạm bản quyền có cái thời gian để mà xóa video lên. Còn nếu cái sau cái thời gian đó mà cái kênh đó không xóa thì YouTube nó sẽ xóa nha, nó sẽ xóa. Và một cái lựa chọn thứ hai là tiêu chuẩn là yêu cầu xóa ngay, thì việc xóa các video này có thể khiến người tải lên nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền. YouTube sẽ xóa video sau khi thực hiện xong yêu cầu xóa. YouTube sẽ xóa video sau khi xác thực xong yêu cầu xóa. Có nghĩa là ở đây thì nó mang tính chất nặng hơn nha. Việc xóa các video này có thể khiến người tải lên nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền. Thì tùy vào cái nội dung mà chúng ta sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau. Các bạn thấy đây là cái kênh nè, cái kênh mà vi phạm bản quyền của mình. Đây là cái kênh này, cũng là một cái kênh nhỏ thôi, mới 82 người đăng ký thôi. Và những cái kênh nhỏ này thì nhiều lúc họ không có biết cách để mà họ làm YouTube nha. Họ không biết cách, hoặc là họ không đủ cái kiến thức để mà họ nhận biết được thế nào là vi phạm bản quyền, thế nào là không nha. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì trước đây mình cũng đã rơi vào cái tình trạng như thế. Trước đây khi mà chưa biết cái cách làm YouTube thì mình cũng đã lên YouTube, mình tải những cái video, những cái MV nhạc về, sau đó là mình lại post lên cái kênh của mình. Đấy, mình được post lên kênh của mình, và sau đó thì mình bị nhận một cái gậy bản quyền nha, một quẻ bản quyền, và 3 tháng sau thì mình mới bắt đầu đăng được video mới lên. Do đó mà các bạn thấy là có thể họ chưa có được cái kiến thức nha, chưa có được cái kiến thức hoặc là chưa biết cách làm, thì chúng ta sẽ nên chọn này.
nghĩa là cho họ có cơ hội để mà sửa sai nha, ngay sau 7 ngày. Và nếu không họ không gỡ thì YouTube nó sẽ có cái biện pháp. Rồi, ở dưới đây thì nó có một số cái thủ thuật pháp lý thì mình sẽ đọc qua thử xem thử cái nội dung đó là như thế nào nhé. Thứ nhất, cái nội dung thứ nhất là mình có thể chọn một trong ba nhé, hoặc là có thể tích vào ba, để hồi nữa thì mình sẽ tích thử nha. Thỏa thuận pháp lý nè, tôi thực sự tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách nêu trong đơn khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Có nghĩa là ở đây mình có thể tích vào đây, tại vì cái những người mà lấy cái video của mình thì họ không có liên hệ với mình nha. Cái thứ hai là thông tin trong thông báo này là chính xác và tôi nhận thức đầy đủ về hình phạt đối với hành vi khai man, xác nhận rằng tôi là chủ sở hữu hoặc người đại diện được quyền hành động thay cho chủ sở hữu của một quyền độc hữu bị các cấu quy phạm. Và cái thứ ba là tôi hiểu rằng việc lợi dụng con gô này, chẳng hạn như yêu cầu xóa nội dung mà tôi không sở hữu, có thể khiến tài khoản YouTube của tôi bị chấm dứt. Đây thì nó sẽ thông báo chúng ta là nó muốn cho chúng ta xác thực lại một lần nữa là có phải chúng ta là chủ sở hữu của cái video đó hay không. Và để tránh cho trường hợp là chúng ta đi nhận nhận bản quyền bừa nha, thì nó sẽ có một cái phần nè: tôi hiểu rằng việc lợi dụng công cụ này, chẳng hạn như yêu cầu xóa nội dung mà tôi không sở hữu, có thể khiến tài khoản YouTube tôi bị chấm dứt. Có nghĩa là nếu các bạn lạm dụng cái công cụ này đối với những cái video khác và các bạn không có phải là người sở hữu, thì có YouTube có thể khóa cái tài khoản của các bạn nếu các bạn lạm dụng cái này nó không đúng nha. Rồi đấy, thì mình có thể tích vào đây, mình có thể tích vào đây nha. Đấy, tại vì nếu cái nào mà các bạn chắc chắn 100% thì các bạn có thể tích vào đấy. Đấy, nó muốn cho chúng ta biết được cái việc lạm dụng cái công cụ này mà không đúng thì nó sẽ rất là tai hại nha. Rồi sau khi mà các bạn đã có những lựa chọn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút là nút gửi, thì chúng ta sẽ nhấp vào nha. Ở đây là yêu cầu xóa video nè, nhập nội dung chi tiết. Đây thì sau khi mà các bạn mới gửi nội dung này đi thì YouTube nó sẽ xem xét từng yêu cầu trước khi thực hiện nha. YouTube nó sẽ xem xét. Rồi mình sẽ chọn ở đây và mình sẽ chọn nút là gửi. Rồi ở đây thì nó còn một số thông tin nữa để chúng ta tiếp tục khai báo các bạn nhé. Rồi mối quan hệ với nội dung bản quyền. Rồi, để mình coi thử. Rồi mình sẽ đánh là chủ kênh. Quốc gia thì mình sẽ chọn quốc gia của mình nhé, Việt Nam. Việt Nam nhé. Địa chỉ đường phố thì mình sẽ đánh cái địa chỉ của mình vào. Rồi thì những cái trường đỏ này là những trường bắt buộc, thì bắt buộc các bạn sẽ đánh cái thông tin vào nhé. Rồi mã zip, đúng rồi, các video bị yêu cầu xóa đây. Rồi, ở đây thì nó cho mình xem lại cái phương tùy chọn nhé. Rồi, sau khi mà xong rồi thì chúng ta sẽ nhấn cái nút là nút gửi. Rồi, sau khi mà các bạn gửi đi rồi thì nó sẽ không còn hiển thị trong cái video trùng khớp nữa. Và cái cuối cùng là cái video TV. Thì các bạn thấy cái kênh này cũng là một kênh nhỏ nhé, chỉ có một người đăng ký thôi nè, nghĩa là kênh này kênh mới nhé. Mình sẽ liên hệ với kênh nha, mình sẽ làm cái bước hai liên hệ với kênh, thì mình sẽ đánh cái địa chỉ email của mình vào đây.
Thì thường thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ này nhiều hơn là cái công cụ yêu cầu xóa video các bạn nhé. Vì sao mình nói như vậy thì hiện nay thì cái việc mà những cái kênh khác sử dụng cái tư liệu trong cái kênh của bạn thì có thể nó xảy ra, và mình thỉnh thoảng vẫn nhận thấy những cái thông tin này. Tuy nhiên là nó không chính xác nha, thông tin này có thể nó không chính xác. Nếu các bạn làm YouTube chuyên nghiệp thì các bạn sẽ thấy là thỉnh thoảng các bạn sẽ nhận được những cái thông tin mà nhận bản quyền như thế này. Thì do họ sử dụng cái công cụ là cái email nha. Thì nếu mà các bạn thấy là cái nội dung này thì thường người ta làm, người ta gửi cái mail này thường là họ cũng không chắc lắm về cái bản quyền, do đó mà họ mới dùng công cụ này. Và nếu các bạn sau khi nhận được cái email này thì bạn có thể là gửi kháng cáo nhé, gửi kháng cáo. Mình đã từng gửi rất nhiều kháng cáo những cái thư như thế này, tại vì họ nhận vơ bản quyền các bạn, nhận vơ bản quyền nha. Đó, thì mình sẽ điền thông tin vào đây, và ở đây chính là cái mẫu mà YouTube sẽ gửi cho cái kênh nha, gửi cho cái kênh mà nó lấy view của bạn nha. Đấy. Và ở đây thì nó đưa luôn cái địa chỉ email chúng ta vào để chúng ta có thể trao đổi với cái người này nha. Đó. Rồi, cái video này thì nó lấy nguyên cái video của mình mà nó chỉ thấy cái tên chút xíu thôi này các bạn thấy không? Rồi, thì sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ ấn nút gửi nha, nút gửi. Và nếu như họ xóa những cái video đó đi nha, thì trong một video trùng khớp này sẽ không còn nữa. Còn nếu họ vẫn để thì chúng ta sẽ thấy. Và khi đó thì nếu họ không gỡ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bước mạnh hơn, đúng không? Đó chính là cái bước yêu cầu xóa video mà trong cái thao tác vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn. Rồi, thì ở đây thì nó sẽ liệt kê cho chúng ta nè. Mình vừa làm hai cái thao tác nhé. Một cái là thư nè, thì mình đã gửi đến cái một cái kênh nhé, một cái kênh. Còn một cái nữa là yêu cầu xóa video. Yêu cầu xóa video thì để mình lót lại nhé. Này, đó, nó là lót lại. Có nghĩa là mình làm hai cái thao tác để cho các bạn theo dõi nha. Một cái là yêu cầu xóa video và một cái là thư, thì nó đều hiện ở trong này nhé. Đều hiện trong này, đó. Như vậy thì với cái công cụ này thì các bạn có thể yên tâm rằng là những cái video của các bạn sẽ không bao giờ bị những người khác lấy nữa. Tại vì với cái hệ thống lưu trữ của YouTube hiện nay thì gần như là họ sẽ phát hiện ra tất cả. Và thông qua cái việc làm video này thì mình cũng muốn nhắn nhủ tới cho các bạn rằng là các bạn đừng nên lấy video của người khác về. Tại vì cái công cụ của YouTube ngày càng hiện đại mà nó có thể phát hiện ra hết những cái việc mà các bạn lấy nội dung của video của người khác. Do đó nếu các bạn thấy video người ta hay thì các bạn có thể làm lại một cái video cho riêng mình, chớ nên tải video người ta về và đưa lên. Tại vì với công cụ copyright mask này thì hầu như là YouTube đều thấy được những cái vi phạm bản quyền các bạn nhé. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn một cái công cụ rất hay của YouTube dành cho những cái kênh có cái lượng sub lớn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái kênh youtube.com Nguyễn Xuân Ngọc này và đăng ký kênh để chúng ta còn có những chia sẻ khác với nhau ở trên cái kênh của mình các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn đi theo con đường làm YouTube chuyên nghiệp thì hiện nay mình đang chia sẻ rất là nhiều các bài về kiếm tiền với YouTube và những cái kiến thức mà các bạn cần phải có để mà đi trên con đường này. Thì các bạn có thể đăng ký kênh để mà xem những cái video và những chia sẻ của mình. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.